Chương 43 Tranh đoạt ấu tử hỏa mãng hổ. Hà, Lâm Động huynh đệ quả nhiên đủ hào khí. Thấy Lâm Động rốt cuộc gật đầu, Ngô Vân cũng không nhịn được cười to một tiếng, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đến đây ta giới thiệu cho hai người. Vị này là Mục Lăng Sa, là người của Mục Gia Trang, nàng là một người bạn tốt của ta. Hắc hắc, đừng nhìn nàng mà lưỡng tử coi thường. Nàng đã tiến vào thối thể đệ bát trọng, hơn nữa tiễn pháp cũng tốt vô cùng. Có nàng hỗ trợ chúng ta sẽ thoải mái hơn một chút. Ngô Vân chỉ vào thiếu nữ trên thân cây cười nói. Mạc Gia Trang. Lâm Động khẽ giật mình nhưng cũng gật đầu. Mục Gia Trang trong vòng 100 dặm phụ cận Thanh Dương Trấn cũng có chút thanh danh, hắn tự nhiên nghe nói qua. Theo ta được biết thì ấu tử hỏa mãng hổ có khả năng có khoảng 3 con. Nếu như lần này đắc thủ, cả 3 người chúng ta mỗi người có 1 con. Ngô Vân cười nói. Bây giờ đã phân chia chiến lợi phẩm còn hơi sớm. Hỏa mãng hổ không phải là yêu thú bình thường, cho dù là trọng thương, hơn nữa dù có đang yếu do sinh con thì e rằng chúng ta khó có thể chế phục, còn có thể là có chút tổn thương. Lâm Động lắc đầu trầm ngâm nói. Ha ha, yên tâm đi, hỏa mãng hổ cũng không đáng lo. Vấn đề chủ yếu chính là bọn lôi lực. Nếu là ta không lầm thì bọn lôi lực giờ đã bước vào địa nguyên cảnh. Với thực lực này, chỉ sợ hắn là đệ nhất nhân trong cuộc săn. Ngô Vân đang cười chợt thở dài nói. Cứ tới đó rồi xem. Lâm Động gật đầu rồi nói. Nghe vậy Ngô Vân cũng gật đầu, nhìn Mục Lăng Xa trên thân cây. Thiếu nữ mạnh mẽ này nhảy xuống rồi nhìn Lâm Động rồi nói. Đi theo ta. Nói xong, làng là người dẫn đầu, nhanh chóng xông vào trong khu rừng tùng phía bên phải. Sau đó Lâm Động cùng với Ngô Vân cũng nhanh chóng đi theo. 3 người chạy như bay trong khu rừng. Ven đường có gặp không ít những người dự thi chuẩn bị cướp thân phận bài. Nhưng mà khi những tên này hơi có chút dục dịch, bỗng nhiên một mũi tên xé không bắn vào dưới chân bọn họ. Thấy cảnh này tất cả rùng mình. Bọn họ hiểu biết chủ nhân cây tiễn này thực sự nếu muốn động thủ, sợ rằng trên thân của bọn họ là một lỗ máu. Dựa vào tiễn pháp sắc bén của Mục Lăng Xa, dọc đường đi theo không có ai dám ra tay xuất thủ với 3 người họ. Cho nên sau mấy phút xuyên qua khu rừng thì tốc độ Mục Lăng Xa mới chậm lại một chút, thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt lượn đến nấp sau một gốc đại thụ. Thấy thân pháp như xe nhẹ chạy trên đường đến thì hiển nhiên nàng cực kỳ quen thuộc khu rừng này. Tới rồi, Ngô Vân thấp giọng nói với Lâm Động phía sau. Nghe vậy Lâm Động cũng khẽ đi tới một bước. Khi nhìn về phía trước một lúc thì lập tức trở nên tập trung. Trong tầm mắt của Lâm Động bây giờ là một mảng rừng trống trải. Ở đó đang có khoảng 10 người tay cầm trường mâu bằng gỗ. Dẫn đầu những người này đúng là Lôi Lực cùng Tạ Xoanh Xoanh. Tại vị trí trung ương của đám người là một con yêu thú cao khoảng 1 trượng. Toàn thân con yêu thú này được che kín bởi bộ lông đỏ như lửa. Phần đầu của nó là một cái đầu hổ rất hung ác và bạo ngược. Cái đuôi của nó đang quấn tròn quanh lưng một cách linh hoạt. Lưỡi rắn đang thò ra tụt vào, nhìn y như một con hỏa mãng. Hình dáng này rất giống với hỏa mãng hổ mà Lâm Động thấy trên yêu thú giám. Có điều hỏa mãng hổ vốn là uy phong lẫm liệt, giờ phút này lại giống như bất lực vô cùng. Từng luồng máu tươi không ngừng trào ra trong cơ thể, làm cho cả mảnh đất đều nhuộm một màu đỏ của màu máu. Mà khi nhìn thấy thương thế hỏa mãng hổ như vậy, Lâm Động mới hiểu vì sao Ngô Vân lại nói hỏa mãng hổ không có gì đáng lo. Với thương thế như thế, chỉ sợ dù không ai xuất thủ, sớm muộn nó cũng chết vì mất máu. Bọn Lôi Lực hiển nhiên biết rõ điều này, cho nên chỉ phát ra công kích nhằm mục đích thăm dò chứ không có ý định giao thủ thực sự. Dù sao hỏa mãng hổ cũng sánh ngang với cao thủ thiên nguyên cảnh, nếu như dồn ép quá dẫn đến việc nó liều chết phản kích thì không phải là việc hay ho gì. Ấu tử hỏa mãng hổ ở trên phiến đá trên kia, Ngô Vân nhìn Lâm Động nói. Ánh mắt Lâm Động lập tức nhìn về phía phiến đá trên núi sau hỏa mãng hổ. Quả nhiên nhìn thấy tảng đá có 3 con tiểu thú cả người đầy máu, thậm chí chưa mở mắt, đang lăn qua lăn lại, dường như đang muốn đứng dậy. Quả nhiên là ấu tử. Thấy một cảnh này thì dù Lâm Động vốn rất bình tĩnh, không nhịn được mà nóng mắt lên. Như hắn có thể có được một ấu tử thì Lâm gia hắn sẽ mạnh hơn nhiều một cao thủ thiên nguyên cảnh. Đối với Lâm gia thì việc này giúp bọn họ mạnh lên không ít. Hắc hắc, ta nói đúng chứ, giờ làm sao? Nhìn thấy thần sắc Lâm Động, Ngô Vân cười hắc hắc. Cứ chờ Hoạc Mãng Hổ tắt thở đã. Lâm Động hít sâu một hơi, chờ sau khi thanh tỉnh lại, thấp giọng nói, nếu tên đại gia hỏa này mà không chết thì rất khó đắc thủ được. Ừ, đối với đề nghị này của Lâm Động thì Mục Lăng Sa đồng ý, lập tức gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ xuất thủ ngăn cản bọn lôi lực. Mục Lăng Sa âm thầm giúp ta bức lui những người khác. Ngô Vân, ngươi liền động thủ bắt lấy ốc tử. Nếu như đắc thủ lập tức rút đi, sau đó đến hội họp tại địa phương ban nãy. Lâm Động liếm liếm miệng nói, chỉ một mình ngươi. Nghe vậy Ngô Vân cả kinh, nhóm lôi lực bên kia 10 người, hơn nữa bản thân lôi lực cũng đã có thực lực địa nguyên cảnh. Nếu như một mình Lâm Động chống đỡ được bao lâu? Yên tâm, ta không có cậy mạnh đâu. Lâm Động khoát tay áo cười. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Động, Ngô Vân ngẩn người, đột nhiên trong lòng xuất hiện một ý niệm làm cho hắn hoảng sợ. Nhưng ý niệm này mới xuất hiện đã bị hắn bóp chết ngay. Cứ theo lời hắn nói đi, ngươi chỉ cần cẩn thận lôi lực cùng Tạ Doanh Doanh là được. Còn những người khác ta sẽ giúp người chặn lại. Mục Lăng Xà có chút nhìn Lâm Động nhưng lại không nghi ngờ, mở miệng nói, đa tạ. Lâm Động mỉm cười cũng không nói thêm mà quay đầu nhìn về trong rừng. Tình hình Hỏa Mãng Hổ lúc này đã vô cùng thê thảm. Đối mặt với sự khiêu khích của đám người lôi lực, nó chỉ có thể đuổi theo xung quanh, nhưng nó càng đuổi thì máu rơi càng nhiều. Một lúc sau cả phần bụng cũng bị bung ra. Vịch, thường thế này hiển nhiên là một loại tổn thương chí mạng. Bởi vậy Hỏa Mãng Hổ chưa chạy được bao lâu đã gầm lên một tiếng tuyệt vọng ngã xuống đất. Thấy Hỏa Mãng Hổ rốt cuộc đã ngã xuống đất tắt thở, trong đám người lôi lực cùng Tạ Doanh Doanh hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Ánh mắt tham lam lập tức nhìn về ba con ấu tử trên phiến đá. Thân hình bọn hắn liền động xông lên trên đó, động thủ. Ngay lúc đó bọn lôi lực lướt đi thì Lâm Động cũng quát lên một tiếng, bàn chân nhấn lên mặt đất một cái đã bắn ngăn cản hai người lôi lực cùng Tạ Doanh Doanh. Lâm Động vừa lướt ra thì khuôn mặt vốn xinh đẹp Mục Lăng Sa cũng dần trở nên băng lãnh. Rất nhanh làng đã dương cung bắn ra từ mũi tên vun vút phá không, ngăn trở đám gia hỏa phía sau lôi lực cùng Tạ Doanh Doanh. Lâm Động, biến cố thình lình xảy ra làm cho lôi lực cùng Tạ Doanh Doanh cả kinh, mà sau khi nhìn thấy người cản đường thì sắc mặt bọn họ cũng trở nên khó coi vô cùng. Lôi lực cười lạnh dẫm mạnh trên đất thì thân thể đã bay lên không, từ cao đánh xuống một quyền thẳng vào Lâm Động. Một quyền này mang theo kình phong sắc bén, làm không khí xé rách ra phát tiếng ô ô. Chính là người tự người đưa tới cửa, đừng trách ta không khách khí. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh không ngừng to lên trong đồng tử của mình. Qua khí thế một quyền này thì hắn nhận ra lôi lực đã địa nguyên cảnh. Một người có tu vị tối thể đệ cửu trọng, đụng phải quyền này thì phải trọng thương hộc máu. Lâm Động cẩn thận tránh mau. Lúc này Ngô Vân đã phóng thẳng đến phiến đá, nhưng thấy một cảnh này lập tức biến sắc, một lát quát lên. Nhưng mà Lâm Động không hề để ý tiếng quát Ngô Vân, hai mắt hắn nhìn chằm chằm lôi lực, hai chân khẽ lui sau lửa bước, nằm ngón tay nắm thành quyền tung ra. Sau đó lập tức va chạm lặng lề với một quyền sắc bén kia của lôi lực. Nhìn thấy Lâm Động cự nhiên lựa chọn lấy cứng đối cứng, sát mặt Ngô Vân bỗng tái lại. Nhưng mà ngay lúc hắn chuẩn bị động thân cứu Lôi Động, đột nhiên nhìn thấy sau quyền phòng tương giao thì không ngờ lôi lực lại bị chấn lui ra, cước bộ hơi lảo đảo xuống đất, lùi lại mấy bước, thậm chí thiếu chút nữa đã ngã xuống. Cả mảnh rừng trống không vốn đang huyền náo đột nhiên tĩnh lặng. Dù là Tạ Doanh Doanh cũng khẽ chè cái miệng, bộ dáng không thể tin được. Nhìn cảnh này, lôi lực đã bước vào địa nguyên cảnh, tự nhiên bị một quyền của Lâm Động đánh lôi. Còn bà nó, chẳng lẽ tên gia hỏa này đã bước vào địa nguyên cảnh sao? Ngô Vân ngây người nhìn bóng hình Lâm Động, ý niệm đáng sợ lúc nãy liền giờ phút này đã được xác minh. Trường 44 đắc thủ. Xoạt xoạt, thân hình lôi lực sau một chút chật vật mới ổn định lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về Lâm Động, thất thanh kêu lên, người cũng đã bước chân vào địa nguyên cảnh, sao có thể? Lôi lực sợ hãi thất thanh kêu lên giống như sấm nổ đương trường, lộ vang bên tai mọi người. Giữa sân, ngay sau đó trên cánh rừng vang lên từng thanh âm hít lạnh, người có thể bước vào chân địa nguyên cảnh, ta sao có thể không? Nhìn vẻ mặt giống như gặp quỷ của Lôi Lực, Lâm Động mỉm cười nói: "Ngươi!" Khuôn mặt Lôi Lực chợt cứng lại, thân thể không nhịn được có chút run lẩy bẩy. Hắn ngay cả từ 3 năm trước bắt đầu tu luyện, hơn nữa tài nguyên Lôi gia phong phú, lúc này mới có thể ở 2 tháng trước mùa săn bắn thành công bước vào địa nguyên cảnh. Lâm Động thì sao? Theo hắn biết, thời gian tu luyện người này cơ hồ chỉ là 1 năm mà thôi. 1 năm chính là vượt qua 3 năm tu luyện của hắn. Đây là loại tốc độ gì? Loại tốc độ này đối với Lôi Lực nghe cũng chưa từng. Không thể nào. Lúc này sắc mặt Lôi Lực không ngừng biến ảo, cuối cùng khuôn mặt của hắn vặn vẹo, bước 2 chân lên. Hắn không tin Lâm Động thực sự tiến đến đạt địa nguyên cảnh. Lôi Lực đại ca, bọn họ muốn đoạt ấu tử Hóa Mãng Hổ. Lúc nội tâm Lôi Lực đang như có kinh đào hải lãng, ánh mắt Tạ Doanh Doanh đột nhiên thấy một mảnh xuất hiện phiến nham bích trên sườn núi kia, lập tức hai má biến sắc vội vàng hô: "Khốn khiếp!" Nghe vậy Lôi Lực đột nhiên phục hồi tinh thần, thấy Ngô Vân kia đã bỏ lên nham bích, nhất thời giận dữ, nguyên lực lồng đậm trong cơ thể phát ra, trong lúc mơ hồ có một chút thần khí phiêu phiêu đãng đãng, nhìn bộ dáng kia hắn tựa như hấp thù dung hợp âm sát khí cùng nguyên lực, bất quá nhìn cấp độ hàn khí kia có lẽ chẳng qua là âm sát khí bình thường từ thiên địa mà thôi. Lâm Động, bất kể người đến tụt cùng năng lực như thế nào, muốn dẫm lên đầu ta, người còn không có tư cách. Trong cơ thể nguyên lực bắt đầu khởi động, cảm thụ được lực lượng dồi dào kia. Sự lo lắng của Lôi Lực lần nữa dâng lên. Lúc trước xuất thủ, hắn căn bản không ngờ tới thực lực Lâm Động lại dữ dội tăng trình độ này, cho nên thất thố ăn một cái thiệt thòi. Mà lúc này đã chuẩn bị, cho dù Lâm Động đã bước vào địa nguyên cảnh, cũng không thể làm cho hắn chật vật được nữa. Gầm lên một tiếng, thân hình Lôi Lực như mũi tên lướt qua, song trưởng co lại giống như là một loại ưng chảo, kình phong bé nhọn bao trùm khắp người Lâm Động. Doanh Doanh, đem Ngô Vân cản lại. Khi bước của Lâm Động xuất thủ, Lôi Lực quát lên một tiếng. Nghe được tiếng Lôi Lực quát, Tạ Doanh Doanh gật đầu, song cước bộ còn chưa bước được mấy bước. Lâm Động chính là thoát khỏi Lôi Lực dây dưa, hiện tại trước mặt là một trưởng vơ lên, liền đánh cho Tạ Doanh Doanh chật vật lùi về phía sau. Các ngươi cũng động thủ. Thấy Lâm Động cùng hắn chính diện giao thủ ngược lại là cố ý cuốn Tạ Doanh Doanh, Lôi Lực đến sắc mặt giận xanh mét, chỉ đành phải một lần nữa hướng về người kêu tới trợ giúp quát lên. Nghe được tiếng quát của Lôi Lực, những người kia chần chờ một chút, nhớ tới lúc trước Lôi Lực hứa sẽ trả thù lao cho bọn hắn, vì thế bọn hắn cũng đành cắn răng một cái. Bất quá khi bọn hắn vừa động thân trong rừng, lần nữa chuyển ra tiếng gió, từng chiếc mũi tên bạo xạ ra, làm cho bọn họ chật vật né tránh. Tại thời điểm Lâm Động cùng Mục Lăng Xa đem đám người Lôi Lực chế trụ, Ngô Vân cũng đã bỏ tới nham bích, từ trong lồng ngực lấy ra tấm vải, đem 3 con hổ Hỏa Mãng ấu bọc lại. Sau một lúc thật nhanh chóng nhảy xuống, trong miệng phát ra tiếng huýt gió, cuối cùng một đầu vọt vào rừng rậm, nhanh chóng biến mất không thấy. Đi! Nghe thấy tiếng huýt gió, trong lòng Lâm Động vui mừng, ánh mắt quét về Mục Lăng Xa quát lên: "Hưu hưu!" Trong rừng, Mục Lăng Xa gật đầu, thanh mộc cung trong tay thật nhanh bắn ra mấy tiễn cuối cùng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Hà hà, Lôi Lực, chờ lát nữa lên bình đài ta tự nhiên cùng ngươi hảo hảo giao lưu, bất quá hiện tại phải đi chia rồi. Thấy Mục Lăng Xa thuận lợi rút đi, lại thấy sắc mặt Lôi Lực kia xanh mét, Lâm Động trong lòng cũng là một trận sướng khoái, cười to một tiếng, lòng bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình hắn bắn ngược ra, cùng lúc đó cánh tay kia vung lên, đá vụn bé nhọn vô thiên cái địa từ trong tay áo bạo xạ ra, đem Lôi Lực cuốn đuổi theo hơi ngăn trở một chút. Mà khi Lôi Lực đỡ được những thứ đá vụn kia, chỉ thấy bóng lưng Lâm Động xông vào rừng, lập tức nổi giận lôi đình, tiếng giống gầm thét giận dữ ở trong rừng rậm, tiếng oán hận lồng đậm truyền ra. Lôi Động, ta nhất định phải giết ngươi! Chạy trốn trong rừng rậm rạp, Lâm Động nghe được phía sau truyền đến tiếng rít gào, cũng là nhạt cười. Hắn bây giờ cũng sẽ không lừa điểm kiêng kỵ Lôi Lực, hơn nữa hắn cũng không sợ đắc tội Lôi Tạ hai nhà, dù sao bọn hắn Lâm gia đã sớm không thân thiện, đã như vậy cần gì quan tâm. Thân hình Lâm Động giống như là hầu tử xuyên qua đám rừng tùng lâm rậm rạp. 10 mấy phút đồng hồ sau, thân hình mới rơi xuống, ánh mắt quét về bốn phía, dưới một cái đại thụ ngồi xếp bằng. Không lâu sau thuận lợi, Lâm Động tới nơi này, lời xa truyền ra âm thanh lá cây chấn động, ngay sau đó thân ảnh Ngô Vân cùng Mục Lăng Xa hiện ra trước mặt Lâm Động. Hà hà, thật là thuận lợi! Ngô Vân vừa rơi xuống chính là nhịn không được cười to một tiếng, Sau đó ánh mắt có chút bội phục nhìn Lâm Động cười hắc hắc. Xem ra lần này tìm thật đúng người. Lâm Động huynh đệ, tốc độ tu luyện cũng quá biến thái. 4 tháng thời gian từ bát trọng thối thể đến địa nguyên cảnh. May mắn mà thôi. Lâm Động cười cười không nói gì thêm. Chúng ta hay là trước phân chia chiến lợi phẩm đi. Ngô Vân cười đem cái áo trên lưng giải khai ra, cẩn thận để một bên tảng đá. Phút này trong tấm vải kia, ba con hỏa mãng hổ ấu tế cả người dính một chút vết máu đang bò đi, bộ dáng nhỏ bé làm người ta yêu thích. Thậm chí Mục Lăng Xa kia giờ phút này hai mắt đã sáng lên. Tuy nói vẫn là thiếu nữ, nhưng mẫu tính tựa sinh trời xanh có sẵn. Lâm Động huynh đệ, lần này công lao lớn nhất người chọn trước đi, Ngô Vân nói. Một bên Mục Lăng Xa cũng gật đầu, hiển nhiên không ý kiến. Nghe vậy Lâm Động không có từ chối, vươn ra hữu trưởng nhẹ nhàng đụng ba con tiểu thú. Như cảm ứng trên người có người đụng chạm, ba tiểu thú đều co rúm một trận, thân thể lại. Bàn tay Lâm Động ở trên người ba con tiểu thú bồi hồi một trận, cuối cùng dừng lại con tiểu thú bên trái. Hắn chăm chú nhìn con tiểu thú này, trong mắt sáng lên, ôm lấy cười nói, tao muốn con này. Này Lâm huynh đệ, tiểu thú này thoạt nhìn trong số ba con tiểu thú là suy yếu nhất, sợ rằng nuôi sống có chút khó khăn, hay là không đổi lại đi. Thấy Lâm Động lựa chọn, Ngô Vân cùng Mục Lăng Xa ngẩn người nói, không có chuyện gì, chính là nó. Lâm Động cười lắc đầu, hắn tự nhiên không phải cố ý, mà trong lúc bàn tay hắn theo thứ tự chạm tới tam đầu tiểu thú, khi sờ đến đầu tiểu thú này, thạch phù thần bí trong lòng bàn tay hắn liền lay động dù rất nhỏ. Bình thường thạch phù cực kỳ an tĩnh, hạn hữu lắm mới chủ động phát ra động tĩnh, mà mỗi một lần xuất hiện loại động tĩnh này, đó chính là nói hẳn là gặp được đồ vật không chút tầm thường. Lâm Động cúi đầu nhìn hỏa mãng hổ ấu tế trong ngực, ngay cả ánh mắt cũng không có mở. Mặc dù lấy nhãn lực của hắn thực sự nhìn không ra đầu tiểu thú này có cái gì đặc thù, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng thạch phù. Tên tiểu tử này hẳn là có một chút bất đồng, cái gì đó so với đồng loại kia sao? Lâm Động ôm tiểu thú, trong lòng có chút không xác định lẩm bẩm nói. Chương 45 Dương Cung Bạt Kiếm. Phân phối xong chiến lợi phẩm, trên mặt ba người Lâm Động đều hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Ngay cả Mục Lăng Xa kia trên gương mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ không gì sánh bằng. Nàng tham gia cuộc săn đấu này chỉ muốn đạt được hạng 10 không tệ, để cho danh khí Mục gia trang bọn họ khuếch trương một chút mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay có thể thu hoạch to lớn đến bực này. Lấy hỏa mãng hổ ấu thú cái này so sánh thì cuộc săn thú kia tỏ ra nhỏ bé không đáng nhắc tới. Chúng ta phải lên đường tiếp chứ? Ngô Vân đem ấu thú cẩn thận đặt vào lồng ngực cười nói. Lâm Động gật đầu. Đối với hắn chỉ thiếu 2 khối thẻ bài thân phận nữa thôi mới có thể đạt được điều kiện. Bất quá chuyện này đối với hắn hiển nhiên không có vấn đề. Ta sẽ không đi. Một bên Mục Lăng Xa trầm ngâm một lát, đột nhiên lắc đầu nói. Nghe vậy Lâm Động với Ngô Vân ngẩn ra, chợt thoáng nhìn qua tiểu thú trong ngực Mục Lăng Xa, lập tức hiểu ra nguyên nhân liền gật đầu. Ấu thú hoặc mãng hổ khi trưởng thành có thể đạt tới thiên nguyên cảnh, giá trị cực cao, nếu là có thể mang về thuận lợi dưỡng thuần mà nói, vậy thì Mục gia trang bọn họ sau này có một đầu hỏa mãng hổ cấp thiên nguyên cảnh thủ hộ. Cái kia đối với cả thôn trang mà nói đều là chuyện vô cùng tốt. Dù sao hiện tại bên trong Mục gia trang cũng chỉ có một người đạt tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Ấu thú hỏa mãng hổ rất dễ khiến cho người ta đỏ mắt. Hơn nữa, khi chuyện này truyền ra, hai nhà Lôi Tạ chắc chắn không để yên. Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán tuy rằng một mực lo lắng một chút, nhưng cũng không đến nỗi cực kỳ e ngại hai nhà. Nhưng Mục gia trang của Mục Lăng Xa thì khác, bọn họ không có cách nào chống lại hai nhà Lôi Tạ, cho nên chuyện là có ấu thú không thể bại lộ ra ngoài, nếu không chính là đưa đến một cái tai họa cho Mục gia trang. Chúng ta sẽ giúp người giữ bí mật, Lâm Động nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Mục Lăng Xa ánh mắt cảm kích nhìn Lâm Động một cái, chợt hoạt bát cười. Nếu sau này các người có thời gian có thể tới Mục gia trang ta tham quan một chút, ta nhất định sẽ khoản đãi. Hà hà, tốt. Ngô Vân cũng gật đầu cười. Nhìn thấy hai người không ý kiến, Mục Lăng Xa không hề lán lại, sau đó hướng phía hai người cáo từ, liền đem ấu thú diễn âu giấu kỹ. Thân thể mềm mại nhảy lên cành cây giống như một con báo nhanh nhẹn, hướng bên ngoài tùng lâm chạy trốn thật nhanh. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Mục Lăng Xa rời đi, Lâm Động vung tay xoay người hướng sâu bên trong rừng rậm nhanh chóng bước đi. Ngô Vân cũng vội vã đuổi theo. có thể tiến vào sâu trong tùng lâm. Nhân số đã là tương đối thưa thớt, hơn nữa bản lãnh của những người đó đều không tệ. Bất quá cái loại bản lãnh này so với thực lực địa nguyên cảnh của Lâm Động không tạo thành trở ngại gì. Hai khối thẻ bài thân phận cuối cùng cũng là bị hắn thuận lợi giành được. Ánh nắng mùa đông cũng không quá nóng rực, ngược lại làm cho người người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở xung quanh thú giác tràng, biệt người lan ra đến hết tầm mắt, vô số ánh mắt đều chiếu thẳng vào vị trí trung ương thú giác tràng. Nơi đó là một quảng trường rộng lớn. Theo tính toán thời gian, nói như vậy, những người dự thi kia hẳn là sắp lên đài. Vị trí Lâm gia Lâm Chấn Thiên hiếp mắt một cái, thoáng nhìn qua bình đài cư đại kia, lẩm bẩm nói: "Ha ha, phụ thần không cần lo lắng, lấy thực lực Lâm Động hiện giờ, chỉ cần không gặp phải lôi lực của lôi gia, muốn lấy được 10 tấm bài thẻ thân phận là chuyện không khó." Lâm Khả một bên cười, nghe vậy Lâm Chấn Thiên gật đầu cười, mà ngay sau đó hắn thu hồi tâm thần lại, thì bên trong thú giác tràng đột nhiên chuyển ra từng trận hoan hô. Hắn nhìn thấy trên bình đài to lớn kia có mấy đạo xuất hiện, trong đó có một đạo quen thuộc làm cho hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên cự đài, Lâm Động cùng Ngô Vân hiện thân, ánh mắt quẳng lém về phía biển người đông nghìn nghịt xung quanh bình đài, cũng không khỏi tấm tắc than một tiếng. Nhân khí đến mức này tại lúc bình thường thật đúng là không có cách nào thấy được. Lúc đám người Lâm Động tiến lên bình đài, liền có mấy vị trọng tài chủ trì nhanh chóng đi tới, sau đó đem số lượng thẻ bài thân phận trong tay bọn họ kiểm tra một phen mới hài lòng gật đầu thối lui. Không lâu sau, khi hai người Lâm Động lên đài cách đó không xa, hai đạo thân ảnh liền tiến lên thạch đài. Mà hai người này vừa lộ diện mang sắc mặt xanh mét, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Động và Ngô Vân. Đối với ánh mắt phẫn nộ của Lôi Lực và Tọa Doanh Doanh, Lâm Động cùng Ngô Vân liếc một cái đều cười hắc hắc. "Ta sẽ không để cho các ngươi yên ổn mang ưu tú đi như vậy." Nhìn thấy nụ cười hai người, lòng Lôi Lực càng thêm tức giận, chợt hắn đột nhiên xoay người, hướng mặt về chỗ quan sát hai nhà Lôi Tạm hô to: "Ra ra, Tạ bá phụ, ta cùng Doanh Doanh ở giữa rừng vô tình gặp được một con hỏa mãng hổ đã trọng thương cùng ba con ấu tú mới ra đời. Hai người chúng ta tranh đấu kịch liệt hồi lâu mới đem nó đánh chết, nhưng không ngờ lúc then chốt, Lâm Động và Ngô Vân đột nhiên đánh lén cướp đi ba con ấu thú. Kính vị xin các vị làm chủ cho chúng ta." Tiếng hô lớn bất thình lình của Lôi Lực là mọi người ngẩn người. Sau đó bọn hắn nghe được ba con ấu thú hỏa mãng hổ khắp tràng đấu đều đột nhiên ổ lên. Tại chỗ này quan sát, bất luận là Lôi gia hay Tạ gia, thậm chí đám người Lâm Chấn Thiên và La Thành đều đột ngột đứng dậy, sắc mặt kịch liệt kịch biến. Đối với sự lợi hại của hỏa mãng hổ, bọn họ biết rõ ràng ba con ấu thú tương lai chính là ba cao thủ thiên nguyên cảnh, phần lớn lực lượng này bất luận nhà nào cũng không thể coi thường. Ba con ấu thú hỏa mãng hổ, sắc mặt Lùi Báo giờ khắc này cũng đỏ bừng lên. Hắn với Tạ Khiêm liếc mắt, ánh mắt nhọn bén lóe lên, chợt chính nghĩa lạnh lùng nói: "Lại có chuyện này." Trên cự đài, sắc mặt Lâm Động và Ngô Vân khẽ biến, bọn họ không ngờ Lôi Lực không biết xấu hổ như vậy. Hỏa mãng hổ vốn là trọng thương, chẳng lẽ người nào nhìn thấy trước thì nó thuộc về ngươi? Nếu quả thật là như vậy, ngày mai ta liền đi vào Thâm Sơn đi dạo một phòng, phàm là yêu thú bị ta nhìn thấy thì toàn bộ là của ta đó nha. Sau đó, người nào nếu bắt được vậy phải bồi thường ta. Trong mắt Ngô Vân hiện lên chút âm trầm, cũng lớn tiếng cười lạnh nói. Lời nói vô lại của Ngô Vân cũng khiến cho mọi người quanh chàng một phen bật cười, và cũng có một số người gật đầu, nói như vậy có chút đạo lý. Hỏa mãng hổ vốn là vật vô chủ, theo lý thuyết người nào có bản lãnh lấy được ấu thú thì sẽ thuộc về người đó, chớ có ngụy biện. Sắc mặt Lôi Báo trầm xuống quát lên: "Phanh!" Tiếng quát tháo của Lôi Báo vừa xong, là Thành cách đó không xa liền mạnh mẽ vỗ lên một cái ghế đá, lực đạo mãnh liệt trực tiếp đem ghế đá chấn vỡ. Hắn nắm chặt trường đao bên hông, thanh âm lạnh như băng nói: "Lôi Báo tộc trưởng, lời nói của người nhà ngươi chính là lời nói thật, lời nói người nhà ta ngươi cho là ngụy biện, chẳng lẽ cho rằng cuồng đao võ quán bọn ta dễ bị bắt lạt phải không? Thiên địa linh vật, người có duyên thì được, chuyện này không thể coi là cử chỉ cướp đoạt gì đó. Lôi lão đầu làm việc cũng không nên quá đáng." Lâm Chấn Thiên cũng thản nhiên nói. Lúc này đang nói chuyện, Lâm Khiếu có thể thấy được bàn tay lão có chút run rẩy do kích động mà ra. Chuyện ấu tú hỏa mãng hổ làm cho Lâm Chấn Thiên không cách nào tỉnh táo được nữa rồi. Thấy Lâm gia cùng cuồng đao võ quán trực tiếp đứng chung một chiến tuyến, ánh mắt Lôi Báo hơi có chút trầm xuống, chợt thanh âm lạnh lùng nói: "Hỏa mãng hổ đích xác là vật vô chủ, nhưng bất luận thế nào lôi lực bọn ta cũng bỏ ra công sức, nhưng cuối cùng chỗ tốt lại bị người các ngươi đoạt được. Chuyện này cho dù hôm nay hai nhà các ngươi liên hợp lại cũng phải trả lại công đạo cho ta. Nghe giọng nói của Lôi Báo, hôm nay hắn muốn bướng bỉnh lên, có lẽ là do tuyệt không cam lòng đem ấu thú cho Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán yên ổn như vậy. Công đạo, chẳng lẽ ngươi muốn cướp ấu thú về? Vết sẹo trên mặt La Thành giống như một con rết đang nguội một chút dữ tợn. Là quán chủ, chuyện này thực sự muốn làm lớn đối với ai cũng không tốt đẹp, nếu không như thế này, đúng là lúc tỉ thí, chúng ta lấy kết quả tỉ thí giải quyết chỉ việc này, người nào thắng được mang ấu thú đi, thế nào? Nhìn thấy không khí căng thẳng, Tạ Kiêm đột nhiên mở miệng. Bằng vắng ngươi mới lên tiếng đã nghĩ đến tranh đoạt đấu thú, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Lâm Chấn Thiên cau mày cười lạnh nói. Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh đều là người ưu tú nhất của hai nhà kia, Lôi Lực nói không chừng bước chân vào địa nguyên cảnh, Ngô Vân bên đó còn dễ nói, nhưng Lâm Động thì hơn phân nửa là không phải đối thủ Lôi Lực. Ta dùng Thiết Mộc Tràng làm thế chấp, nếu như kết quả tỷ thí Lôi Lực bị bại dưới tay Lâm Động, Thiết Mộc Tràng này sẽ là của Lâm gia ngươi, nhưng nếu nhà ngươi thua, chỉ cần đưa con ấu thú kia giao ra cho Lôi gia ta. Lâm Chấn Thiên, ngươi dám tiếp nhận không? Ánh mắt Lôi Báo chợt lóe nói. Thiết Mộc Tràng? Nghe vậy không chỉ là Lâm Chấn Thiên và La Thành sửng sốt, ngay cả Tạ Kiêm cũng kinh ngạc. Tài sản đặc thù của Thiết Mộc Tràng là thiết mộc, coi như là sản nghiệp cực kỳ không nhỏ của Lôi gia. Lôi Báo này lại dám đem cái thôn trang này làm tiền đánh cuộc. Dĩ nhiên kinh ngạc này chỉ kéo dài trong phút liên tạt đi, dù sao trận đánh cuộc này phần thắng của Lôi gia thực quá cao. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên vào thời khắc này có chút biến sắc, hiển nhiên là bị tiền đánh cuộc làm cho kinh sợ một chút. Ngay sau đó hắn liền lắc đầu. Tiền đánh cuộc đó tất nhiên là cực kỳ hậu hĩnh, nhưng mà phần thắng của bọn hắn quá thấp. Thiên phú Lâm Động tuy mạnh, nhưng dù sao thời gian luyện cũng không lâu bằng Lôi Lực, nếu phải giao thủ mà nói phần thắng không cao. Phụ thần coi như bỏ đi. Phía sau Lâm Chấn Thiên, ba người Lâm Khẳng, Lâm Kiếu, Lâm Mãng lộ vẻ chần chờ, cuối cùng cắn răng thấp giọng nói. Vì tiền đánh cuộc kia mà vứt bỏ ấu tú Hỏa Mãng Hổ, tựa như cái được không bù lội cái mất. Nghe được lời của ba người, lòng Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng. Xong lúc hắn đang chuẩn bị mở miệng từ chối thì trên thạch đài đột nhiên một giọng nói lớn truyền ra, làm cho thân thể mọi người xung quanh trà đều chấn động. Tốt, Lâm gia ta chấp nhận